Rồi, xin chào các bạn. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn cho bạn sử dụng một phần mềm có thể chuyển giọng nói của bất kỳ ai thành giọng nói của một người nổi tiếng hoặc là chuyển thành giọng nói của bạn luôn ha. À, đây là cái phần mềm có rất là nhiều giọng nói, hơn 30.000 giọng nói của những người nổi tiếng và những người có giọng nói hay trên toàn thế giới ha. Thậm chí là các bạn có thể bấm vô cái phần là Create Your Voice để tạo giọng nói riêng cho bạn. Thì tí nữa mình sẽ hướng dẫn cho bạn cụ thể hơn. Đầu tiên á, để tạo được giọng nói thì các bạn cần phải có phần mềm. Thì các bạn hãy click vào cái đường link ở phía bên dưới. Nó sẽ có dạng như thế này ha các bạn. voice.ai/r rồi có mấy cái chữ số sao á. Các bạn click vào đường link ở phía bên dưới. Mình để ở phía bên dưới video ha. Click xong á thì nó sẽ ra một cái trang web như thế này. Các bạn hãy bấm vô cái phần là download để tải cái phần mềm về ha. Tải phần mềm về xong á thì các bạn sẽ thấy á, có một cái phần gọi là phần đăng ký ở trên chính cái phần mềm này luôn nha các bạn. Đó, các bạn chưa có tài khoản thì các bạn bấm vô create account để các bạn tạo. Sau đó bạn điền email và điền password của bạn vào đây. Tôi đồng ý với điều khoản, bạn bấm sign up xong rồi đó thì nó sẽ gửi mã xác nhận đến email bạn. Bạn chỉ việc là điền mã xác nhận xong rồi đó, thì các bạn cứ việc là đăng nhập với cái tài khoản của bạn ha. Đây mình sẽ bấm sign in để đăng nhập. Đây, nó sẽ hiện lên 5.000 credit cho bạn ha. Thì các bạn thấy là 5.000 cái credit nữa, tí nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn dùng. Rồi mình sẽ nói sơ về cái giao diện này và cái cách thức của nó hoạt động ha. Thì các bạn thấy cái hình ở giữa là cái phần trung tâm nhất đó. Các bạn muốn chọn cái nhân vật nào thì các bạn chỉ cần click vào đây thôi. Đây, các bạn thấy ở đây có rất là nhiều nhân vật quen thuộc ha. Tổng thống Barack Obama nè, tổng thống đương nhiệm Joe Biden nè ha, cựu tổng thống Donald Trump, đó, người nổi tiếng nào cũng có ở đây hết. Đây các bạn thấy những cái gương mặt rất là quen thuộc. Các bạn muốn chọn cái nhân vật nào thì các bạn chỉ việc click vào nhân vật đó, bạn bấm vào trend ha. Thì ở đây nè, các bạn có thể nghe thử trước xem coi cái giọng nói này nó có giống với cái nhân vật mà bạn mong muốn hay không, cái giọng nói này có hay như mong đợi của bạn hay không. Thì bạn bấm vô đây để nghe thử trước nha. Đó, thì nó sẽ đọc lên và bạn nghe thử. Nếu như các bạn thấy ok rồi thì các bạn bấm vô cái phần trend. Các bạn để ý ở đây nè, hiện tại nó có 5.000 credit. Các bạn cứ nghĩ nó như là tiền vậy đó. Để sử dụng cái giọng nói này thì các bạn sẽ cần đến một số tiền. Thì nó cho sẵn chúng ta là 5.000 credit rồi. Thì chúng ta bấm vào đây, chúng ta train. Thì khi mà train như vậy á, nó sẽ tốn của chúng ta là 4.600 credit ha. Tức là chúng ta đã đủ điểm để sử dụng cái giọng này. Thì chúng ta bấm vào train để cho nó lấy cái giọng này để nó train cái giọng nói ha. Và chúng ta thường cái quá trình này á, nó mất khoảng là 5 phút. Và các bạn thấy á, cái số điểm ở đây á, nó đã về 400, chỉ còn 400 điểm thôi, rất là ít ỏi luôn. Vậy thì làm sao để cho số điểm này được nhiều hơn? Thì có hai cách, một là cách miễn phí và hai là cách trả phí ha. Thì các bạn cứ bấm vào dấu cộng này cho mình. Nếu như các bạn muốn mua 5.000 credit á, tức là lúc nãy nó tặng cho mình 5.000 credit. Bây giờ nếu như mà mua thêm 5.000 credit thì chúng ta sẽ mất 5 đô, 4.99 đô, làm tròn 5 đô ha. Tức là khoảng 120.000 tiền Việt Nam á, thì nó cũng chỉ dùng được một giọng nói thôi ha. Bạn mua thêm 20 đô thì nó được 25.000 credit, tức là khoảng 5 giọng nói ha. Nó cũng khá là đắt đỏ.
Đó thì đó là giải pháp thứ nhất, đó là trả phí. Còn cái giải pháp thứ hai nó cũng rất là hay và cũng rất là dễ dàng, đó là kiếm credit miễn phí. Thì khi bạn bấm vô cái phần là free free earn free credit thì các bạn bấm vào đây, các bạn sẽ có rất là nhiều cách để nhận được credit miễn phí. Thứ nhất là các bạn có thể giới thiệu cái đường link này cho bạn bè của bạn. Nếu như bạn bè của bạn cài đặt cái phần mềm này thì các bạn sẽ được đến 5.000 credit ha, tức là bạn có thể dùng thêm một giọng. Còn nếu như bạn dùng cái phần là Zone Discord này thì các bạn sẽ được 500 điểm. Còn cái phương pháp này á, nó cái phương pháp thứ ba này là Change Meta Model, thì các bạn sẽ bấm vào cái phần là Start Change Now. Thì cái này nó có ý nghĩa là nó sẽ cứ cứ 2 phút các bạn sẽ được 10 điểm ha. Thì cái này á, nó là cái mình giải thích cho bạn dễ hiểu như thế này nè. Thì để đào tạo được AI á, thì cái phần mềm này nó sẽ cần đến một lượng máy tính khổng lồ đúng không? Nhưng mà cái công ty này có thể là nó không có lớn bằng OpenAI, cho nên nó sẽ tận dụng máy tính của khách hàng để nó train ha các bạn, và nó trả cho bạn một cái phần thưởng. Cái này nó không có ảnh hưởng, không có mất mát gì của bạn đâu. Nó chỉ là khi mà các bạn dùng máy tính, cái máy của bạn nó hơi nặng, hơi lắc một chút xíu thôi ha. Lúc nào mà bạn không dùng máy tính đó, các bạn có thể treo, các bạn để đó ha. Khi nào nó chạy đến 100% thì các bạn sẽ được 15 credit, tức là bạn không cần làm gì hết thì các bạn cũng sẽ được tặng credit ha. Đó thì mình sẽ đợi một tí xíu để cho nó tăng lên ha. Đây, và như bạn thấy á, là cái quá trình nó đã trên xong rồi và nó đã tặng cho mình 15 cái credit ha các bạn. Đó, rất là dễ kiếm điểm. Rồi, ok. Thì mình sẽ tắt cái này đi, và mình sẽ, tại vì cái này nó đã train xong rồi, thì khi mà nó train xong á, các bạn sẽ thấy là cái phần này á, nó sẽ hiện lên là từ use chứ không phải nó hiện lên từ train nữa ha. Use là sử dụng. Bây giờ mình chỉ việc bấm vô cái phần này thôi. Đó, các bạn thấy nó đã ready ha, ready là sẵn sàng á. Đó, thì cái cách thức hoạt động của nó rất là đơn giản thôi các bạn. Các bạn có 2 cách để hoạt động nha. Thứ nhất là các bạn thu âm trực tiếp luôn. Các bạn bấm vào đây thì nó sẽ nghe cái giọng nói của bạn như thế nào, thì nó sẽ chuyển thành cái giọng của ông Joe Biden này, và nó sẽ hiện cái file ở phía bên dưới ha. Và các bạn lưu ý là mỗi lần chuyển đổi như vậy, nó chỉ cho phép bạn chuyển đổi tối đa là 15 giây thôi. Nãy giờ mình nói á, thì nó cũng đang thu cái giọng của mình và nó đang trong cái quá trình chuyển đổi ha, thì cái file audio nó sẽ xuất hiện ở trong đây ha. Thì mình đợi một tí nó sẽ chuyển đổi và cái file âm thanh nó sẽ xuất hiện ngay tại đây. Đó, đó là cái cách thứ nhất ha. Mình nói luôn cái cách thứ hai để tiết kiệm thời gian nè. Đó là các bạn có thể upload cái file âm thanh từ trên máy tính của bạn lên đây ha các bạn. Các bạn có một cái file âm thanh nào đó hay và các bạn muốn chuyển nó thành giọng của ông Joe Biden thì các bạn cũng có thể upload lên nha. Cái phần mềm này hay ở chỗ á, là cho dù ngôn ngữ gì thì nó cũng nói rất là chuẩn ha các bạn, không như những cái phần mềm khác. Sau khi đợi khoảng 3 phút thì nó đã train xong rồi ha. Bây giờ mình sẽ bấm vào đây để cho bạn nghe thử giọng mình kết hợp với giọng Joe Biden sẽ như thế nào nha. Nó sẽ nghe cái giọng nói của bạn như thế nào thì nó sẽ chuyển thành cái giọng của ông Joe Biden này, và nó sẽ hiện cái file ở phía bên dưới ha. Và các bạn lưu ý là mỗi lần chuyển đổi như vậy nó Đấy, các bạn thấy là ông Joe Biden nói tiếng Việt rất là chuẩn ha các bạn, và giọng này rất là giống giọng của Joe Biden luôn ha các bạn. Đó thì có một cái lưu ý á, là tại vì bạn đang sử dụng bản miễn phí cho nên ở đây á, nó sẽ có một cái phần quảng cáo khoảng 2 giây, nó đọc là voice.ai.
tức là nó giới thiệu ha. Bản miễn phí thì nó sẽ chỉ cho 15 giây thôi, còn thậm chí bạn trả tiền luôn thì nó cũng sẽ cho bạn 15 giây thôi. Mình có một cái tài khoản có thể cho phép mình sử dụng không giới hạn nha các bạn. Cái phần đó nó chỉ giới thiệu cho một số khách hàng đặc biệt thôi, và mình may mắn nằm trong nhóm khách hàng đó ha các bạn. Thì tí nữa mình sẽ giới thiệu với các bạn cái phần mềm trả phí đó, bạn nào mà muốn mua thì các bạn có thể mua từ mình ha. Rồi, đó là cách thứ nhất ha. Cách thứ hai là mình sẽ bấm vô cái phần là, rồi mình sẽ upload cái file âm thanh mà mình đã chuẩn bị sẵn trước đó nha. Ví dụ như cái file âm thanh này mình bấm open, đó thì nó sẽ đang trong cái quá trình chuyển đổi ở đây. Bạn cứ đợi một tí thì nó sẽ chuyển đổi cho bạn. Rồi, như vậy là nó đã chuyển đổi thành công rồi ha các bạn. Mình sẽ cho bạn nghe, nhưng mà trước khi nghe mình sẽ cho bạn nghe cái file âm thanh gốc ở đây ha. Đây mình sẽ mở lên. Mỗi ngày ta phải ra rất nhiều quyết định, một số nhỏ nhặt và không quan trọng, nhưng một số khác ảnh hưởng lớn tới cuộc sống. Đó thì các bạn thấy giọng này là giọng của trí tuệ nhân tạo nha. Rồi, từ giọng của trí tuệ nhân tạo mình chuyển sang giọng của Joe Biden như thế nào, mình sẽ bấm lên cho các bạn nghe nè. Mỗi ngày ta phải ra rất nhiều quyết định, một số nhỏ nhặt và không quan trọng, nhưng một số khác ảnh hưởng. Đó, các bạn thấy cũng rất là hay ha. Mình vừa làm cho các bạn để các bạn hiểu được rằng là cho dù các bạn dùng giọng nói của bạn hay là dùng giọng nói của bất kỳ ai, dùng giọng nói của trí tuệ nhân tạo đều được hết ha các bạn. Nó còn một cái chế độ rất là hay ở đây, đó là chế độ Live Mode. Mình bấm vô đây nè ha, thì nó sẽ kết nối trực tiếp với những cái phần mềm, ví dụ như phần mềm Zoom đúng không? Bạn trả lời giáo viên của bạn mà các bạn kết nối trực tiếp với tổng thống Joe Biden đó, thì cô giáo của bạn sẽ nghe, không nghe giọng của bạn mà nghe giọng của tổng thống Joe Biden ha các bạn. Đó thì đây là cái cách mà những cái bọn lừa đảo ở trên mạng á nó dùng để nó cái công nghệ gọi là công nghệ Deep Voice á, để nó nói chuyện trực tiếp với người thân luôn. Tức là nó sẽ lấy cái giọng nói của nạn nhân đó nha, nó đã biết cái giọng nói của nạn nhân từ trước rồi, nó sẽ đưa vào một cái phần mềm, những cái phần mềm tương tự như thế này nè, để nó giao tiếp trực tiếp với người thân luôn. Tức là ở chế độ là Live Mode á, nó sẽ làm như thế để nó lừa đảo người khác ha. Các bạn hiểu thêm, mình nói như thế để các bạn hiểu thêm về cái cách thức hoạt động của Deep Voice ha. Rồi, còn một cái phần cũng rất là hấp dẫn, rất là thú vị, đó là cái phần là tự tạo giọng nói cho chính bạn. Đó, thì các bạn muốn tự tạo giọng nói cho chính bạn thì các bạn cũng bấm vào cái phần giữa này. Các bạn bấm vào cái phần là Create Your Voice cho mình ha. Đây, cái phần Create Your Voice cho mình. Rồi. Thì các bạn thấy nè, ở cái phần này nè, nó để là không có cái chế độ là Training Voice miễn phí ha. Thì cái này bạn phải trả phí, nhưng mà cái bản trả phí á, thậm chí là bản trả phí nó cũng sẽ không cho bạn train đâu nha các bạn. Bạn phải có một cái tài khoản đặc biệt thì bạn mới train được, và cái tài khoản đặc biệt á, thì chỉ có một số khách hàng mới dùng được thôi. Nếu như mà bạn muốn trả phí á, thì các bạn có thể liên hệ với mình. Bạn nào có kinh phí khoảng 1,5 triệu dùng không giới hạn những cái giọng nói trong vòng 12 tháng á, thì các bạn cứ liên hệ với mình để mua và sử dụng cái phần mềm này ha. Đó thì khi mà bạn đã có cái phần mềm trả phí rồi thì mình sẽ giới thiệu cho bạn sơ qua cái phần này nè. Đầu tiên bạn bấm vô cái phần là Add Yours, thì bạn up cái avatar của bạn lên, rồi bạn đặt tên cho nó. Ví dụ như ở đây đặt tên là Nam Thạch. Rồi bạn chọn ngôn ngữ mà bạn muốn train. Ví dụ như mình muốn train tiếng Việt đi, thì mình kéo xuống dưới,
mình chọn Việt Nam, Vietnamese. Rồi, mình ở cái phần là category thì mình sẽ chọn là real people, đó, người thật, đúng không? Rồi, mình sẽ bấm save lại. Rồi, mình đặt lại một bức hình nào đó đi ha. Mình sẽ bấm save lại nè. Đó, mình sẽ chọn một cái file âm thanh có độ dài đâu đó khoảng 15 phút. Và các bạn lưu ý là cái giọng này á, nó không có bị tạp âm nha các bạn. Các bạn tải cái file âm thanh lên, tải file âm thanh lên, sau đó nó sẽ các bạn bấm vào cái từ build, build là xây dựng á. Rồi sau đó các bạn bấm save và các bạn đợi khoảng nửa ngày, tức là khoảng 8 đến 10 giờ thì nó sẽ tạo xong cái voice, nó học cái voice này cho bạn. Và từ đó các bạn có thể vào lại cái phần mềm và các bạn sử dụng chính cái voice mà bạn đã train ha. Nó có thể là giọng của bạn hoặc là giọng của một cái người nào đó nổi tiếng ở trên mạng, ví dụ như là web 5 ngày hay là Hiếu TV gì đó, các bạn train đều được ha các bạn. Đó là sơ qua về cái cách mà các bạn có thể sử dụng voice.ai. Vậy thì các bạn nào mà muốn có thể tự xây dựng cái voice cho mình á, thì các bạn cứ liên hệ, các bạn cứ nhắn vào cái đường link Zalo ở phía bên dưới và các bạn nhắn tin cho mình là tôi quan tâm đến voice.ai, thì bạn nhắn như vậy thì mình sẽ hiểu là bạn đang quan tâm đến cái phần mềm đó. Mình sẽ gửi một cái video giới thiệu cái phần mềm cho bạn ha. Bạn thấy hay thì bạn mua, không thì thôi ha. Thì nếu như các bạn thấy cái video này của mình hay thì các bạn có thể nhấn vào nút like và nút đăng ký để ủng hộ mình ha. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới.